Chào mừng các cậu đã đến với kênh Wetoway Anime, cùng một series hoàn toàn mới trên kênh Boku no Hero Academia, hay tên tiếng Anh là My Hero Academia, là một series anime được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Kohei Horikoshi. Bộ truyện này được chuyển thể thành phim hoạt hình anime bởi Studio Bones. Bộ phim đến nay đã chiếu được 3 mùa phim dài tập và một movie. Mùa thứ tư hiện tại vẫn đang được phát sóng. Câu chuyện xoay quanh Midoriya Izuku là một cậu bé không có năng lực giữa thế giới mà năng lực và anh hùng là một nghề hợp pháp và luôn được đánh giá cao. Quá trình từ một kẻ vô năng đến con đường của cậu bé vô cùng gian nan và vất vả, nhưng cũng có những giây phút vui vẻ nhờ những người bạn cùng lớp của mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những học sinh của lớp 1A trường trung học UA khoa anh hùng nhé. Let's go! Boku no Hero Academia có cốt truyện xoay quanh một cậu bé có tên là Midoriya Izuku. Cậu có sở thích rất mãnh liệt đối với các anh hùng nói chung và All Might nói riêng. Cậu rất muốn trở thành một anh hùng khi lớn lên, nhưng cậu lại không hề có năng lực, hay còn gọi là một người vô năng. Nhưng Izuku đã thu hút được sự chú ý của anh hùng huyền thoại All Might nhờ vào ý chí quyết tâm và tính cách nghĩa hiệp của cậu. Từ đó, Izuku đã trở thành một học trò thân thiết của All Might, cũng như một số học sinh lớp 1A tại trường trung học UA, ngôi trường dành cho anh hùng. All Might đã trao cho Izuku sức mạnh năng lực của mình, và từ đó, Izuku trở thành người nắm giữ thứ 9 của One for All, một năng lực có thể lưu truyền từ người này sang người khác. Về phần ngoại hình, Izuku có phần hơi thấp so với tuổi của mình, cậu có khuôn mặt tròn và mái tóc màu xanh lá cây, pha lẫn màu đen. Izuku có đôi mắt to tròn, có màu đen, đôi khi chúng cũng được vẽ khá long lanh, khiến cho cậu trông đáng yêu và ngây thơ. Ở hai bên má cậu là những vết tàn nhang đối xứng với nhau, mỗi bên có 3 vết tàn nhang xếp thành hình tam giác. Midoriya Izuku là nhân vật chính của bộ phim, nên chúng tớ sẽ dành một video khác để nói sâu hơn về cậu bé này nhé. Còn trên đây chỉ là một số thông tin cơ bản nhất về Izuku mà thôi. Katsuki Bakugo hay còn được gọi là Kat-chan bởi những người bạn thời thơ của cậu, trong đó có bao gồm Izuku, là học sinh lớp 1A tại trường trung học UA khoa anh hùng, là khoa chuyên đào tạo để trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Bakugo là cậu bé có chiều cao trung bình với vóc dáng thon thả, cơ bắp và nước da sáng. Cậu có mái tóc vàng cho ngắn, nhọn hoắt ở phần tóc mái, xù xõa ra trên lông mày. Cậu có một đôi mắt đỏ rất đẹp, nhưng lúc nào cũng cau có. Bakugo là một con người thô lỗ, kiêu ngạo, nóng tính và hung hăng. Đặc biệt là ở phần đầu của bộ truyện, hành vi của cậu khá thô lỗ và mang tính bạo lực cao. Thời thơ ấu, cậu rất hay bắt nạt Izuku vì cậu bé không có năng lực. Tuy nhiên, sau khi được nhận vào trường trung học UA và trải qua nhiều thất bại, Bakugo đã dần dần biến thành một người ít tiêu cực hơn, mặc dù vẫn còn rất nhiều điểm khó chịu. Ngoài ra, tính cách quyết liệt và động lực cạnh tranh của Kat-chan thực sự đã khiến cậu trở thành một học sinh có vai trò quan trọng trong lớp 1A như một kiểu người truyền cảm hứng. Bakugo là một trong những học sinh mạnh nhất lớp 1A. Cậu đã giành vị trí thứ 3 cho bài kiểm tra năng lực và đứng đầu trong cả hai kỳ tuyển sinh của UA. Tuy nhiên, cậu lại có nhiều điểm phản diện nhất, nhưng cũng đạt thành tích cao nhất trong đại hội thể thao UA. Phong cách chiến đấu của Katsuki là những hành động tấn công toàn diện. Cậu sử dụng năng lực của mình để thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối thủ. Sau đó là một cuộc tấn công tầm gần, thường bắt đầu bằng một cú móc phải cực mạnh. Bakugo là một nhân vật có diễn biến nội tâm và sức mạnh rất đáng gờm và rất đáng nói, nên chúng tớ sẽ có một video riêng về cậu bé này nhé. Shoto Todoroki là một học sinh lớp 1A tại trường trung học UA. Cậu được tuyển thẳng nhờ năng lực và khả năng chiến đấu đáng nể của mình và đang được đào tạo để trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Cậu là con trai út của Endeavor, cậu hùng số 1 và là một trong những nhân vật chính của bộ truyện. Shoto là một cậu bé có vóc dáng khá cao và vạm vỡ. Mái tóc cậu có hai màu, màu đỏ và trắng, chúng khá dài. Tóc cậu được chia ra đều giữa hai màu, trắng ở bên phải và đỏ thẫm ở bên trái. Màu sắc khác thường này là nhờ năng lực của cậu. Mắt trái của cậu có màu ngọc lam, trong khi mắt bên phải của cậu lại có màu nâu đen. Cậu có một vết sẹo bỏng lớn ở bên trái của khuôn mặt kéo dài từ chân tóc đến nửa dưới má. Mặc dù vậy, vẻ bề ngoài của Todoroki vẫn luôn được nhiều người đánh giá cao. Được cha mình đào tạo từ nhỏ, Shoto vào trường trung học UA thông qua các khuyến nghị tuyển thẳng và trở thành một trong những học sinh mạnh nhất lớp 1A. Cậu đã giành được vị trí thứ 2 trong cả kỳ thi đánh giá năng lực và đại hội thể thao UA. Shoto cũng có khả năng điều khiển năng lực một cách thành thạo. Cậu có thể sử dụng cả năng lực băng và lửa linh hoạt. Todoroki cũng là một cậu bé có nhiều điểm đáng nói trong series, nên các cậu hãy đợi một video sau nói về cậu bé này nhé!
Ochako Uraraka, còn được gọi là Uravati, là học sinh lớp 1A tại trường trung học UA. Cô là một trong những nhân vật chính của My Hero Academia. Ochako là một cô gái thấp bé, với dáng người mảnh khảnh và nữ tính. Cô có làn da trắng mịn với đôi má ửng hồng, đôi mắt của cô to và tròn, tròng mắt màu nâu ấm với lông mi trên khá dày. Cô có mái tóc dài ngang vai bồng bềnh và có cùng màu với mắt của cô. Các học sinh khác nói rằng Ochako là cô gái thoải mái nhất trong lớp, tương tự như Izuku Midoriya. Phản ứng của Ochako có xu hướng cường điệu và hài hước. Cô thường bị thu hút với những đặc điểm tính cách nhất định và đôi khi khiến người khác phải bật cười. Ochako cũng là người rất ấm áp, cô cũng hay suy nghĩ về mọi thứ một cách tích cực. Ochako luôn đồng cảm và trở nên thân thiện với những người cô ấy gặp và sẽ cố gắng giúp đỡ hoặc bảo vệ bất cứ ai tốt bụng với cô ấy hoặc những người cần sự giúp đỡ. Ochako dường như rất giỏi trong việc thấu hiểu mọi người. Sự đồng cảm và lòng tốt của cô cũng có thể thấy rõ trong mối quan hệ của cô và bạn bè trong lớp. Cô ấy có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người và đặc biệt thân với một số thành viên trong lớp, bao gồm cả Izuku, Tenya Lida và Tsuyu. Đôi lúc, Ochako cũng có một thái độ cực kỳ quyết đoán, tập trung và có phần đáng sợ trong một vài tình huống như trong đại hội thể thao UA. Xuất thân từ một gia đình nghèo, cha mẹ của Ochako là động lực chính để cô trở thành anh hùng. Và cô có một mong muốn trên tất cả những thứ khác, đó là kiếm tiền nhằm mang lại cho họ một cuộc sống thoải mái. Ochako cũng được truyền cảm hứng rất nhiều bởi các bạn cùng lớp, đặc biệt là Izuku, người mà cô thấy rất đáng ngưỡng mộ vì cả sức mạnh và lòng trắc ẩn của cậu. Ochako đã phải lòng cậu vì điều này. Khả năng tổng thể, thoạt nhìn, Ochako dường như không phải là một trong những chiến binh mạnh nhất, nhưng trong suốt thời gian ở trường trung học UA, cô đã cải thiện đáng kể năng lực chiến đấu để trở thành một chiến binh rất có khả năng. Khả năng của cô đã giành được vị trí thứ 3 trong kỳ tuyển sinh UA và vị trí thứ 10 trong bài kiểm tra năng lực. Chiến thuật chiến đấu chính của Ochako là chạm vào đối thủ hay những vật thể xung quanh và có thể giải phóng sức mạnh đó bất cứ lúc nào. Tuy chúng không quá đặc biệt nhưng nếu biết sử dụng thành thạo kèm theo chiến lược rõ ràng, đây cũng là một năng lực đáng gờm. Sau đại hội thể thao, cô được huấn luyện theo Battle Hero Gunhead để cải thiện kỹ năng cận chiến và đã trở thành một người có sức mạnh đáng gờm hơn. Ochako cũng sở hữu những giác quan nhạy bén và phản xạ nhanh nhạy vì cô có thể biết khi nào Himiko Toga đang cố gắng tấn công cô và phản ứng đủ nhanh để né và khống chế kẻ xấu trong một khoảng thời gian nhất định. Khả năng tổng thể của Ochako khiến cô trở thành một trong những nữ sinh mạnh nhất trong lớp. Mặc dù cô không phải là người giỏi nhất trong lớp, Ochako vẫn sở hữu đầu óc chiến lược, có khả năng suy ra điểm yếu và phong cách chiến đấu của kẻ thù ngay sau khi trận chiến bắt đầu. Hạn chế chính của năng lực của cô đó là nếu vượt qua giới hạn trọng lực khoảng 3 tấn hoặc nếu cô tự làm bản thân nổi lên, có thể dẫn đến việc buồn nôn. Thông qua tập luyện cường độ cao, Ochako đã giảm đáng kể tình trạng buồn nôn và tăng giới hạn cân nặng. Bây giờ, cô cũng có thể tự nổi trong thời gian ngắn mà không buồn nôn. Tenya Lida, còn được gọi là Ingenium, là lớp trưởng của lớp 1A tại trường trung học UA. Cậu cũng là một trong những nhân vật chính của My Hero Academia. Tenya có dáng người tương đối cao và cơ bắp với khung hình rộng. Anh ta có mái tóc ngắn màu xanh sẫm, cụp xuống gọn gàng và rẽ mái bên trái đầu. Cậu có đôi mắt nhỏ, cùng màu với tóc và thường xuyên đeo kính. Tenya trông khá nghiêm túc, không thân thiện và thậm chí trông khá đáng sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thực ra, cậu là một người rất thẳng thắn, nghiêm túc, thông minh, tinh tế, kỷ luật và cao thượng. Nhờ cách cư xử thường rất hiếu động và dữ dội của mình, Tenya thường dùng cả ngôn ngữ cơ thể kỳ dị trong những câu chuyện của mình. Chẳng hạn như di chuyển cánh tay của mình theo những kiểu lạ, hoặc đôi khi co giật, không kiểm soát được cơ thể. Tenya cực kỳ tâm huyết với việc học và luôn mong muốn học hỏi những điều mới, bất kể chúng có liên quan gì tới anh hùng hay không. Là lớp trưởng của lớp 1A, Tenya bị ám ảnh bởi tổ chức và kỷ luật. Nhưng đồng thời, Tenya cũng chịu trách nhiệm về sự an toàn và hướng dẫn các bạn cùng lớp trong những lúc gặp nguy hiểm. Tenya biết cách nhanh chóng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đảm bảo trấn an mọi người hết sức có thể để tránh sự hỗn loạn có thể xảy ra. Cậu cũng rất khiêm tốn, luôn sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của mình. Là một phần của gia đình được đánh giá cao, Tenya tự hào về dòng dõi của mình và luôn chăm chỉ để đáp ứng những kỳ vọng mà gia đình đặt ra cho cậu. Tenya ngưỡng mộ anh trai của mình và muốn trở thành anh hùng giống như anh mình. Tenya đã nhiều lần cho thấy rằng cậu ta là một chiến binh rất đáng gờm. Kỹ năng của cậu đã giúp cậu giành được vị trí thứ 4 trong bài kiểm tra năng lực và đại hội thể thao UA, cũng như vị trí thứ 6 trong kỳ tuyển sinh UA. Nhờ năng lực của mình, Tenya đã được cho là một trong những học sinh nhanh nhất trong lớp 1A. Cậu cũng được xếp hạng 2 trong các kỳ thi, chứng tỏ năng lực học tập to lớn của mình. Tenya cũng có khả năng chiến lược và chiến thuật. Khi đối mặt với Hero Killer Stain,
Tenia nhớ lại cách Shoto đã đóng băng bộ giảm âm của mình trong trận chiến tại Đại hội Thể thao UA và sử dụng nó như một chiến thuật chiến đấu để tăng tốc độ hơn nữa để che Mustaine. Ngoài ra, cậu cũng có khả năng lãnh đạo tốt và là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Năng lực của Tenia là động cơ giống như xe hơi cho mỗi bắp chân, mang lại cho cậu siêu tốc độ và sức mạnh siêu phàm. Tenia cần cung cấp nhiên liệu cho động cơ của mình bằng cách uống nước cam. Động cơ của Tenia có nhiều bánh răng giống như một động cơ thực sự. Năng lực của cậu yêu cầu các ống xả ở phía sau chân không có vật cản để hoạt động tốt. Trong quá trình luyện tập, Tenia tham gia vào các bài tập khó nhằn như chạy đường dài để tăng sức mạnh chân và sức chịu đựng để cậu có thể chạy nhanh hơn trong thời gian dài hơn. Trên đây là 5 trên tổng số 20 học sinh của lớp 1A trường trung học UA Khoa Anh Hùng. Các cậu có tò mò về những học sinh khác không? Nếu có, hãy subscribe cho Way to Great Anime để đón xem những video tiếp theo về Boku no Hero Academia nhé! Nếu các cậu thích video này thì hãy like, share và để lại bình luận để chúng tôi hoàn thiện video hơn nhé! Hẹn gặp lại các cậu trong những video lần sau. Way to Great out!